Cả nước hiện có hơn 11 triệu đoàn viên công đoàn, trong đó khu vực cụm thi đua số 9 gồm các tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai, Bình Thuận, Tây Ninh và Bình Phước có hơn 2 triệu đoàn viên, chiếm 17,86% tổng số đoàn viên cả nước. Đổi mới công tác phát triển đoàn viên, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn là những nhiệm vụ quan trọng của công đoàn các cấp nhằm góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Đây cũng là nội dung được các đại biểu quan tâm đề xuất giải pháp tại hội thảo cụm thi đua số 9. Hội thảo do Liên đoàn Lao động tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, cụm trưởng cụm thi đua đăng cai tổ chức sáng nay, 30 tháng 3 tại thành phố Vũng Tàu, với sự tham dự của hơn 70 đại biểu đến từ Liên đoàn Lao động 6 tỉnh trong cụm. Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dự hội thảo. Năm 2024, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đặt mục tiêu cả nước phát triển thêm 1 triệu đoàn viên. Trong đó, cụm thi đua số 9 gồm 6 tỉnh Đông Nam Bộ được giao chỉ tiêu phát triển thêm gần 121.000 đoàn viên. Trong số này có hơn 3.250 đoàn viên ở khu vực phi chính thức. Qua rà soát của Liên đoàn Lao động trong cụm, hiện có hơn 200.000 lao động trong các doanh nghiệp, hợp tác xã chưa tham gia tổ chức công đoàn. Đây là nguồn lực lớn để Liên đoàn Lao động các tỉnh phát triển đoàn viên, hoàn thành nhiệm vụ Tổng Liên đoàn Lao động giao. Tại hội thảo, công tác phát triển đoàn viên và xây dựng đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới, Liên đoàn Lao động các tỉnh trong cụm thi đua số 9 đã đi sâu phân tích những khó khăn, thuận lợi trong phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, qua đó chia sẻ những kinh nghiệm và đề xuất giải pháp thu hút, phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở gắn với xây dựng đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới. Tổ chức công đoàn cũng phải có cái cơ chế chính sách để bảo vệ, hỗ trợ cho anh em, gắn với cái việc là đào tạo, huấn luyện về nghiệp vụ này. Rồi khi mà có các cái nội dung liên quan đến thì phải trao đổi thương lượng với lại người đứng ra để trao đổi thương lượng với người sử dụng lao động để cho anh em yên tâm trong cái việc thực hiện cái nhiệm vụ của mình. Rồi cái việc trong cái việc phụ cấp đối với đoàn viên cán bộ công đoàn ấy cũng phải tương xứng. Việc đổi mới nội dung phương thức hoạt động của công đoàn cũng đặc biệt được là Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương chú trọng, bởi vì qua những cách làm mới thu hút thì sẽ làm cho người công nhân lao động cũng như là chủ doanh nghiệp thấy được những cái lợi ích mà khi người công nhân tham gia hoạt động của công đoàn. Từ đó thì người công nhân của doanh nghiệp cũng được tổ chức công đoàn chăm lo, thôi doanh nghiệp thấy được là tổ chức công đoàn thật sự cũng là một người bạn đồng hành với doanh nghiệp, cùng với doanh nghiệp để chăm lo cho công nhân. 100% công đoàn cơ sở tại thành phố Biên Hòa đều thành lập trang Facebook để chia sẻ những cái tích cực, giúp cho người lao động biết và hiểu được những cái quyền và lợi ích khi tham gia tổ chức công đoàn. Bên cạnh đó thì Liên đoàn thành phố Biên Hòa cũng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, ví dụ như là cục chi cục thuế Biên Hòa, bảo hiểm xã hội, phòng lao động thương binh để xác định nắm rõ các cái nguồn, những cái đơn vị doanh nghiệp mới thành lập để tiếp cận tuyên truyền để thành lập công đoàn cơ sở và phát triển đoàn viên tại các cái công đoàn đơn vị đó. Ghi nhận và đánh giá cao những đề xuất, giải pháp, chia sẻ mà Liên đoàn Lao động các tỉnh nêu ra tại hội thảo, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đề nghị Liên đoàn Lao động các tỉnh nhanh chóng kiện toàn ban chỉ đạo phát triển đoàn viên, trong đó có lãnh đạo địa phương, các sở ngành cùng tham gia, qua đó tạo nền tảng cơ sở để thực hiện nhiệm vụ được giao. Về chỉ tiêu thì dù là lớn và so với bối cảnh còn đang khó khăn nhưng mà chúng ta vẫn phải nỗ lực. Và trách nhiệm phát triển đoàn viên còn lại cũng tương tự như vậy, cũng rất là lớn. Tôi rất mong là các đồng chí cố gắng nỗ lực từ kết quả hội thảo hôm nay. Tôi cho rằng ngoài việc chúng ta bàn giải pháp nhưng hôm nay chúng ta ngồi đây còn một khía cạnh nữa là cùng nhau thể hiện quyết tâm và thực hiện kỳ được cái chỉ tiêu mà Tổng Liên đoàn giao. Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị các địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển đoàn viên, tăng cường sự hỗ trợ từ phía lãnh đạo các tỉnh, các hội đoàn thể, đa dạng hóa các hoạt động chăm lo đoàn viên. Bên cạnh đó, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, nhân rộng gương các tổ chức công đoàn tiêu biểu trên các phương tiện truyền thông đại chúng.